Linh, Kelly xin mến chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Linh đang lái xe, đang trên đường đến thành phố San Jose. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Thì Linh có hẹn với một vài người bạn để mà gặp nhau ăn trưa ở thành phố San Jose. Thì thành phố San Jose là một thành phố rất là đông người Việt của mình ở miền Bắc Cali. Các cô chú anh chị thì ở San Jose thì biết rồi là có rất là nhiều nhà hàng Việt Nam cũng như là cộng đồng người Việt Nam mình ở đó đông. Mỗi tuần thì tụ tập lại những cái trung tâm thương mại của người Việt mình đó. Thành phố San Jose, miền Bắc Cali là thung lũng hoa vàng đó cả nhà. Rồi bây giờ Linh sẽ đến thành phố San Jose nha. Bây giờ mời cả nhà cùng đi theo Linh Cali ha. Ok, thì hồi nãy Linh có nói với cả nhà là đi đến đây gặp một vài người bạn. Thì đây là chị Đại. Hi. Chị Đại San Jose. Hai cả nhà của Linh Cali. Còn dưới đây là Bưởi San Jose. Hello. Thì tính ghé cái chợ này để mà đi ăn nhưng mà đổi ý rồi, Linh sẽ đến một cái chỗ khác. Đến một cái chỗ này cũng là nổi tiếng của Mỹ. Thì lâu lâu đi chỗ lạ lạ tí xíu để quay phim cho cả nhà coi nha. Nói cho cả nhà nghe, tao làm mọi hàng bay luôn. Chị làm mọi hàng bay luôn. Ở Việt Nam thì có chị Đại quận 4 á, Đông Đảng á. Còn đây là chị Đại đã qua bên San Jose rồi. Thì bây giờ thành là chị Đại San Jose. Ăn bay chết tao đâu. Cho nên là Linh có cái sự bảo vệ rất là chặt chẽ, không có sợ gì hết á. Đi San Jose là có chị Đại hết Bưởi ha. Chị Đại là bảo vệ cho mình, cho nên là không sao hết trơn á. Cái đèn nó hốt hàng bây giờ. Không phải đi đâu vậy bà Đại? Chị gửi tiền nãy giờ không nghe chị nói hả? Trời ơi, hai cái đứa này tao chán ghê vậy. Lỗ tai để đâu vậy trời? Hai thấy chưa cả nhà? Cả nhà thấy chưa đó, nghe chị Đại nói chuyện chưa đó. Mình nói là hai đứa cho chị, cho chị gửi tiền về Việt Nam chút xíu đó. Ừ vậy nó hỏi chị đâu vậy? Hôm nay hơi đông đó. Em hơi đậu ở phía sau á. Thì đang đến cái chỗ này gọi là Santana Row. Khu này là khu người Mỹ. Hồi nãy thì khu Việt Nam. Chạy đêm chỉ đường cho đậu. Hôm nay cuối tuần đông này nha. Đông hả? Bỏ mày vô mà mua cái Tesla ra chở tao đi coi lên. Lấy cái đem lên đây chị. This one. Tesla hả? Nó mang Tesla kìa. Thôi, xe đâu chạy. Tôi không thích Tesla. Không, tôi không thích luôn. Nếu mà mua cái xe mà có hai cái cửa nó nằm bên trên trời á, giống như chim á. Mà xe này đi. Hai cửa nó quắt lên trời nè, trăm mấy á. Đến đây thì rất là thích, rất là sang trọng đó cả nhà. Thì chiều chiều những người dân đến đây họ chụp hình. Rồi đó, những như bạn Linh thích chụp hình ở đây. Tại vì có nhiều cái cảnh đẹp nè, hoa nè, rồi những cái tòa nhà rất là sang trọng. Những cái hàng hiệu đó thì họ bán ở đây. Có khách sạn luôn, nhà hàng thì khỏi chê. Đó. Phía xa xa thì có cái quán cà phê họ bán, nhiều người dân thích uống cà phê lắm. Ở đó thì họ xếp hàng, họ đi order cà phê ha. Đúng rồi. Đây hả? Mình ngồi ngoài cũng được, trong cũng được. Ngồi trong hay ngoài? Ở trong đi ha. Ở ngoài đâu phải của Gia Hào, ở ngoài. Không phải của Gia Hào, ở trong á. Trong đi chị. Cái này là của thằng Chích Trình bên đây. Dạ. Hít trong đi. Bây giờ Linh sẽ đi vô trong nhà hàng để mà ăn trưa. Thì chỗ này là Gia Hào. Nhà hàng của Mỹ. Bây giờ vô đặt bàn nè, coi có chỗ không. Ừ. Ăn cái gì đơn giản thôi, xong rồi đi qua bên kia ăn mắm. Đi ăn bún đậu mắm tôm. Bên trong rất là đông luôn cả nhà. Đông người quá chừng. Cũng được.
Ta quay phim mà mất lỗ tai lỗ mũi gì dữ vậy? Tại đi bên trong. Hàng này đông quá. Cái nhà hàng này là hàng của Mỹ cho nên là rất là nhiều người Mỹ đến đây ăn. Muốn ăn Ami Ahi sashimi không? Đừng có sống nha, gọi gì cho ăn rồi vậy à. Là sao? Không ăn được sống rồi. Vậy mới bao cho ăn sushi đi. Sushi nó có loại chính mà. Sushi gì mà có cái loại tốt, cái mã này không có. Dạ. Cái loại này là gì? Sashimi đâu mà có sống. Không. Muốn ăn fried calamari không? Một cái một cái gọi. Kêu cái đó đi. Nó có cái dạng như gỏi cuốn không? Trời chuẩn bị hỏi những cái nó có gì không? Vậy hai quá trời cái ly bia. Trong khi chờ đợi thì bia cũng đã ra đây, người đẹp và một ly bia. Ly bia, ly bia. Thì trong chờ đợi thì ly bia cũng đã đến rồi, một ly bia rất là ngon dài, uống thì chắc quá một câu luôn. Gọi là Blue Moon. Bây giờ Linh sẽ thử ở nhà ai nha. Blue Moon. Đúng rồi. Blue Moon bữa tao nói bà nghe đó. Mà bà ước gì đi. Dạ. Nó giống như là bây giờ nếu mà mình ngồi, mình đứng nếu uống được. Bây giờ ngồi thì làm sao? Phải trèo lên ghế như thế này nè. Ông bà té dập dập luôn. Thank you. Be careful baby. Bây giờ về luôn đi. Cầm gì nè. Ê, cầm muốn hút vô, bỏ vô. Cái gì này nó dài quá. Chào, khó uống. Cho nên bây giờ rót ra ly nhỏ. Ở đây tượng trưng đặc biệt là cái loại bia này là cái ly đó cả nhà. Thấy cái ly nó vậy chứ thật ra là cũng không có bao nhiêu. Tính ra hai ly nhỏ nha. Có hai ly à. Ừ. Cái màu bia cũng đẹp nữa. Nó có orange juice vậy? Giống như là gì chị? Nó có cái gì vậy? Rồi thì bạn Linh order hai món để mà ăn lóc lòng thôi. Xíu nữa thì qua bên nhà hàng bên kia đó mình ăn những cái món Việt Nam. Món Mỹ thì tụi này không có thích lắm. Nhưng mà đến nhà hàng chủ yếu là uống cái loại bia này cả nhà. Cái loại bia này á, Blue Moon, rất là ngon. Thì xíu sẽ đi qua bên nhà hàng kia ăn cái món Việt Nam mình sẽ quay theo sau. Từ từ á, đây là cái món mực chiên giòn. Mực chiên giòn chị. Còn món này là cái món cá. Đây hai cô nàng chiên sushi giòn cho chị á. Hai cô nàng cá sống. Sushi. Nhưng mà nó không sống lắm chị, nó có chiên sơ sơ. Rồi Linh mời cả nhà cùng Linh cái ly ăn trưa nha tại nhà hàng Gia Hao. Bốc hả chị? Không, nĩa. Chị cho mình nĩa hả? Cái này ok mà cái này em phải có nĩa. Chị xin đi. Chị đâu ăn đó đâu. Ở đây đông quá cho nên là chờ rất hơi lâu. À, 15 phút mới có đàn. Mực chiên giòn sao xíu vậy? Ngon. Thì hồi nãy đến chỗ nhà hàng Gia Hao để mà ăn trưa chút ít thì Linh và nhóm bạn đến một cái nhà hàng này cũng rất là nổi tiếng ở thành phố San Jose, đó là Paloma Cafe. Ở đây thì bán đồ ăn cũng được, nhưng mà Linh thích ăn cái món bún đậu mắm tôm ở đây. Thì bây giờ Linh mời cả nhà cùng đến đây nha. Hôm nay thì cái giờ này thì cái giờ giống như là vẫn còn sớm đó, cho nên là cũng hơi vắng.
vắng thì đỡ hơn ha, Linh không thích đi chỗ đông người. Ở đây nó có tổ chức những cái bữa dạ hội ca nhạc rồi đó cả nhà. Giờ cuối tuần thì ở đây có những cái ca sĩ cũng nổi tiếng đó, rồi hát ở đây đại diện cho những cái trung tâm bán những cái vé mà đại hội ca nhạc của phía Nga này nọ đó, thì ở đây thấy cũng thoáng, ở đây cũng thoáng. Ba cái ly, đây là chanh dây, hấp dẫn ha, chanh dây nè. Uống ba cái ly này vô là mát rượu á, mát rượu cả tâm thỏ đỏ nón luôn á. Ba cái ly chanh dây có ham ghê không? Một cái mẹt bốn cái đậu mắm tôm, trời ngon quá luôn. Em ơi cho chị mấy miếng chanh nha, hấp dẫn quá luôn chị ơi. Đây là cá nục chiên giòn hả chị? Dạ, cá nục chiên giòn này hấp dẫn quá cả nhà ơi. Hai con cá nhìn hấp dẫn quá, ăn hết nha, lại xin miếng ớt nữa rồi. Anh đi á, dứt mình đi bỏ qua. Cái này cái đó mắm, cái này mắm nêm, cái đó mắm tôm, cũng dùng họ mắm vô thứ nào. Ok. Nhà thấy con cá không? Đây là hai con cá nục chiên giòn nè. Như họ nướng họ chiên vậy ha. Chiên ba bị chiên, cái chiên gọi là deep fry hay chị chiên. Úp. Đấy rồi. Nó giòn. Hấp dẫn không? Wow. Dùng chung vô. Mấy chỗ khác nó làm ít thôi, nó pha thêm nước chanh nữa. Ở đây nó làm. Ngon quá. Nhóc chụp cặp cặp giò chị dài bẻ tay. Người mẫu, người mẫu luôn. Before and after, bây giờ ăn không hết, phải đem về thôi. To go. Cho xin cái chén to go luôn đó chị. Về mình khỏi làm. Cho mình mắm luôn phải không? To go. Đây nè, mình đâu có dọc nhã gì đâu. Ừ. Cho mình cái hũ đi. Để ta làm cho hũ. Làm cho hai đứa. Đây là thành phố San Jose về đêm. Cái đường này là đường Story mà Club Linh. Thì Linh đi cả ngày hôm nay, giờ cũng đã tối rồi. Bây giờ lái xe về nhà. Linh hy vọng là không có kẹt xe, về nhà sớm để còn lo cho ông xã nữa. Hôm nay một ngày thật là tuyệt vời, đã đưa cả nhà cùng với Linh Gally đi vòng vòng thành phố San Jose, đi ăn uống và gặp gỡ vài người bạn của Linh. Thôi thì Linh xin tạm dừng cái video ở đây nha. Linh luôn luôn mến chúc cho cả nhà mình luôn hạnh phúc, bình an. Và rất là cảm ơn cả nhà đã có cái thời gian dành cho Linh để mà coi video, cũng như là có những cái lời bình luận thật là chân tình. Linh rất là cảm ơn cả nhà. Và xin chào cả nhà nha. Bye bye cả nhà.